Chào mừng các bạn đến với kênh Tư Ngày. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên cái bản vẽ phần mềm Casimo. Và hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn, như lời mình đã hứa những clip trước, là mình có làm một cái tủ điện chuyển đổi hai nguồn điện giữa hai đồng hồ điện 3 pha và kể cả 1 pha, thì nói chung là nó là có hai đồng hồ thì nó sẽ tự động chuyển đổi, chạy ở chế độ bằng auto, tự động và bằng tay được tất cả. Thì hôm nay mình có thời gian để mình chia sẻ chút ít cái sơ đồ này, và mình nói thêm cho các bạn biết là sơ đồ này chỉ là cá nhân của mình suy nghĩ và vẽ ra. Đối với mỗi người thợ thì mỗi cái cách thức tiếp cận cái sơ đồ nó khác nhau, cho nên là dẫn đến là cái người này dùng thiết bị nhiều, cái người này dùng thiết bị ít. Đây chỉ là một cái sơ đồ cho các bạn tham khảo. Nếu các bạn thấy ok thì các bạn lắp theo, còn nếu các bạn thấy gườm gà phức tạp quá thì các bạn có thể tự suy nghĩ và có thể hỏi những người khác để có những cái mạch nó đơn giản, nó tối ưu hơn. Thì mình chỉ là chia sẻ cái mạch nó cho các bạn phát thảo lên một cái hoàn cảnh, cái sơ đồ tổng quát cho các bạn xem thôi, chứ mình không phải là tài giỏi gì. Cho nên các bạn cũng đừng có mà không hài lòng mình với cái mạch nó hơi rầm rà, mình nói trước như vậy cho các bạn thông cảm cho mình. Ai mỗi người thợ, mỗi người lắp thì có mỗi cái cách nhìn, cái suy nghĩ khác nhau, cho nên chúng ta không thể so sánh được tất cả các người khác được. Cho nên các cái mạch nào nó hoàn thiện, nó tốt thì mình sẽ góp ý, mình ghi nhận và để mình khắc phục hoàn thiện hơn. Và trở lại với chương trình chúng ta thì mình sẽ mở cái phần mềm mình lên. Như bạn thấy phần mềm Casimo ha, là cái mạch chuyển đổi nguồn hai nguồn. Để không mất thời gian của bạn thì mình sẽ phát thảo sẵn cái sơ đồ này. Và phía bên tay trái của bạn là cái mạch điều khiển ha, như mình đã nói mạch điều khiển. Và phía bên tay phải của bạn, màn hình của bạn đó là mạch động lực. Mạch động lực là cái mạch để như clip mình đã nói, là để đóng ngắt các cái khí cụ điện như là khởi động từ, để cho nó cấp nguồn ra cái tải của chúng ta. Đây là tải. Để mình sẽ tải. Đây là tải của chúng ta, thì đây là nguồn điện chúng ta đi ra. Và đây là mạch điều khiển. Thì với cái mạch này thì chúng ta sẽ sử dụng là các khí cụ nó hơi là nhiều, tương đối nhiều. Ở đây mình sử dụng là 4 cái con gờ lê kiến. Đây là một con gờ lê kiến, một là R1, gờ lê kiến 2 ký hiệu R2, gờ lê kiến 3 ký hiệu R3 và cuối cùng là gờ lê kiến 4 ký hiệu R4, cùng với một cái con timer. Con timer để mình chỉnh cái thời gian trễ của nó khi mà cái đồng hồ tự do. Là nó có hai nhánh, một nhánh nó sử dụng cái nguồn của đồng hồ 1, như đây bạn thấy đây là cái nhánh 1, nó sẽ sử dụng đồng hồ 1 là ở đây đồng hồ MCCP1, và một nhánh thứ hai là nó sử dụng cái nhánh của đồng hồ 2. Và cái mạch này nó sẽ ưu tiên cho cái nhánh đồng hồ 1 hoạt động trước, nó sẽ cấp nguồn để cho các cái bo mạch ta hoạt động. Trường hợp khi mà cái nhánh đồng hồ 1 này nó bị cúp điện, nó mất điện, thì cái nhánh đồng hồ 2 này nó sẽ nhảy vào, nó làm việc, nó thay thế cho cái nhánh đồng hồ 1. Và khi mà ở cái đồng hồ 1 này nó có điện trở lại thì nó sẽ tự động, nó sẽ đá cái nhánh của đồng hồ 2 này ra ngoài là để là dự phòng, và bắt đầu nó sẽ sử dụng cái nhánh của đồng hồ 1 để nó nuôi các cái mạch ta hoạt động. Ở cái mạch của chúng ta nó chi tiết là như vậy, nó sẽ tự động thôi, nó tự động nó luân chuyển luôn, chứ mình không có cần phải đi tự động để mình đóng ngắt CB gì hết, nó sẽ tự động đó. Và nó có chế độ tay. Và kết hợp với con timer hẹn giờ, ở đây là con TB35. Tùy vào cái mục đích sử dụng của khách hàng và tùy vào mục đích sử dụng của mình mà mình sử dụng con timer TB35 hoặc là những con timer hẹn ngày, hẹn hàng tuần và kể cả hẹn hàng tháng, ví dụ là vậy. Nhưng ở đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn là sử dụng con timer hẹn theo giờ, trong 24 giờ trong ngày. Tức là cái mạch chúng ta yêu cầu là khi mà cái giờ cao điểm thì sẽ chuyển sang đồng hồ 2 chẳng hạn. Còn khi mà ban ngày đi, ban ngày từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối là nó sẽ chuyển ở đồng hồ 1, là chúng ta đang sử dụng đồng hồ 1. Từ 6 giờ tối trở lại 6 giờ sáng hôm sau thì nó sẽ chuyển sang đồng hồ 2.
và từ 6 giờ sáng lại nó sẽ chuyển lại đồng hồ 1, tức là giờ cao điểm là thường là buổi tối chúng ta ưa sử dụng điện nhiều, thì yêu cầu của cái mạch này là buổi tối thì nó sẽ tự động từ sau từ 18 giờ tối cho đến 6 giờ sáng hôm sau thì nó sẽ tự động nó chuyển qua đồng hồ 2, chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ 2. Rồi từ 6 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều lại, 16 giờ tối lại thì nó sẽ tự động nó sẽ chuyển qua đồng hồ 1. Đó, cái đề bài của chúng ta là như vậy. Đó, còn nếu các bạn nào mà muốn chuyển hàng tháng, chuyển hàng tuần hoặc là 3 ngày, 4 ngày gì đó thì chúng ta mua cái loại timer khác. Ở đây là mình chỉ hướng dẫn các bạn cái loại timer TB35 là nó có nhiệm vụ là nó chuyển đổi trong vòng 24 giờ của chúng ta. Chúng ta muốn chuyển giờ nào cũng được nhưng mà chỉ được 24 giờ thôi và lặp lại như vậy hoài, chứ nó không có chức năng là hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày ha. Nó chỉ là hàng giờ thôi. Chúng ta muốn trong 24 giờ đó chúng ta muốn cho nó chạy ở bất cứ giờ nào cũng được, muốn đổi giờ nào cũng được thì trong vòng 24 giờ một ngày thôi. Đó, còn mà hút 2 ngày, 3 ngày thì nó không có làm được chuyện đó ha. Và nó sẽ mặc định cái thời gian mình đã cài đặt mặc định như vậy hoài luôn. Đó, cái ưu điểm của cái TB35 nó vậy. Còn những cái con timer khác thì nó sẽ mình có thể điều chỉnh được ngày này ngày nọ và và nửa tháng luôn. Đó, những con timer khác là như vậy. Trở lại vì sao mà mình dùng nhiều con timer, nhiều con relay trung gian như vậy. Thì ở thị trường ta đối với một bộ relay trung gian thì nó không quá mắc đối với anh em ta. Nó chỉ có vài chục ngàn một bộ thôi, vừa đế và vừa gờ le. Thì trong cái mạch này nó cũng không có phải là tốn kém gì nhiều. Quan trọng là cái mạch động lực của chúng ta, nếu chúng ta sử dụng tải lớn 100A đảo lại thì nó mắc là mắc cái tiền mình mua thiết bị đóng cắt thôi, thở đồng từ nè là mắc thôi. Còn những cái thiết bị mà gờ le kiến hoặc là cái timer thì cái tương đối giá thành nó khá là rẻ chứ không phải là mắc gì ha. Đó thì mình sử dụng con timer mục đích là gì? Mục đích là khi mà tại vì khi mà các bạn khi mà hai nguồn nó đều mất điện á, hai nguồn nó đều mất điện, ở đây do mình có khóa chéo với nhau giữa hai nguồn điện, tức là cái nguồn này hoạt động thì cái nguồn kia nó sẽ không hoạt động, và ngược lại cái nguồn này không hoạt động thì nguồn kia nó sẽ hoạt động, nó ngược lại, nó khóa chéo rồi. Mà ý mình muốn có con timer ở đây để cho nó trễ thời gian khi mà cái nguồn điện của cái nguồn điện đồng hồ 1 nó mất, mà nó có nguồn trở lại á thì nó sẽ đá cái nguồn thứ hai ra trước đi. À, chỗ này cái T là cái tiếp điểm thường đóng của T nè. Khi mà cái nguồn số 1 này nó sẽ bắt thân hình, nó có điện trở lại thì nó sẽ đá cái nguồn T này ra trước để cho nó ngắt điện, nó không cho vô đây. Nó an toàn. Nó an toàn cho mạch chúng ta. Và cái 86 của timer này nó sẽ đóng lại sau thời gian mình chỉnh định á, mình cho độ trễ nó đó thì nó sẽ đóng lại, thì lúc đó nó sẽ an toàn cho cái mạch điều khiển của chúng ta. À, còn trường hợp mình không có dùng mà độ trễ cho cái mạch này á thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là giữa hai nguồn điện nó sẽ bị, nếu trường hợp nó bị dính tiếp điểm của con timer của con gờ lê kiến thì trường hợp xấu nhất là hai nguồn điện nó sẽ chạm với nhau giữa cái đồng hồ 1 và cái đồng hồ 2. Ví dụ đồng hồ 1 ở đây là mình xài ở cái lửa 1 nè, các bạn dò theo nha, nó ở lửa 1. Thì cái đồng hồ 2 mình sẽ xài ở tiếp điểm lửa 3. Đó, để tránh trường hợp là trên một cái đường dây điện đó người ta chia ra hai đồng hồ, nhưng mà lỡ cái pha 1 này nó mất, thì nếu mà ta ở bên đây ta dùng pha 1 nữa thì lỡ mất cái pha 1 trên cái đường dây đó thì cái mạch ta nó bị ngưng hoạt động, nó không có được linh hoạt cho lắm. Thì bằng cách là mình sẽ lấy một cái pha khác, mình sẽ lấy một cái pha khác để cho mình đi vào đây để nuôi, để nếu mà nó mắc cái pha 1 thì nó còn cái pha 3 hoặc pha 2, nhưng mà ở đây mình sử dụng pha 1 và pha 3 thôi. Đó, để cho nó an toàn mạnh ta, chứ nó không có gì hết. Và nếu mà hai cái pha nó chập lại thì ở đây cũng có cầu chì bảo vệ, nó cũng an toàn, nhưng mà để cho an toàn tuyệt đối thì mình nên sử dụng dùng cái độ trễ cho cái con timer để cho nó đóng điện vào đây, nó không có bị hai con nó không có bị trùng hợp trường hợp lại nó chạy điện vô nhau. Giả sử như ở đây bạn thấy nè, ở đây khi mà ở đây nếu mà mình không sử dụng timer ở đây á, trường hợp không sử dụng timer thì điện nó sẽ được chạy từ cái cầu chì nó xuống thẳng xuống đây, nó cấp vô R1. Thì cấp vô R1 thì ở đây thường mở nó trở thành thường đóng lại, và ở R1 này nó
thường đóng nó trở thành thường mở. Thì lúc này ở đây thằng điện này nó cũng chạy vô đây, dòng điện nó rất là nhanh, hai thằng chạy song song. Mà nếu mà chúng ta vô đây, nếu mà nó lỡ trường hợp xấu nhất nó dính tiếp điểm thì dẫn đến hai pha nó chạm nhau, hai pha chạm nhau thì dĩ nhiên thì cái cầu chì nó sẽ bị đứt. Bị đứt trước tiên, nó bảo vệ mà có cầu chì bảo vệ nó sẽ bị đứt. Nhưng mà mình không muốn như vậy, mình muốn cho an toàn tuyệt đối cái mạch mình luôn. Thì mình tốt nhất mình nên dùng cái thời mơ trễ thời gian của chúng ta để cho nó hoạt động. Và ở đây thì nó có cái công tắc, người ta là công tắc hai vị trí ha. Công tắc hai vị trí chạy chế độ auto, và bên đây là chế độ man. Man là M, auto là T ha. Chạy chế độ auto là mình sẽ thông qua cái con TV35 này, mình hẹn giờ chỉnh định, đến thời điểm nào đó thì nó sẽ tự động nó chuyển đổi cái nguồn đồng hồ. Và nếu mình chạy qua bàn tay thì mình nhấn nút công tắc gạt á, một vị trí á, công tắc gạt hoặc là hai vị trí cũng được. Ta nhấn công tắc gạt thì ta gạt về hướng đồng hồ 1 thì nó sẽ đồng hồ 1 hoạt động. Và ta gạt về hướng đồng hồ 2 thì hướng đồng hồ 2 sẽ hoạt động. Nó một trong hai đồng hồ sẽ hoạt động. Và ở đây mình cũng đã khóa chéo giống như cái mạch thượng ngược ha. Đồng hồ 1 nó hoạt động thì đồng hồ 2 sẽ không hoạt động, do là nếu mà đồng hồ 1 hoạt động thì đồng hồ 1 ở đây nó hở tiếp điểm ra, cho dù ở đây nó đóng lại, nó có điện vô đây thì nó cũng không hoạt động được ha. Đó. Và mình sẽ nói sơ về cái nguyên lý hoạt động của cái mạch điều khiển của chúng ta. Khi mà mình đóng MCCB1 lên thì điện nó sẽ được cấp vào, điện nó sẽ được cấp vào cầu chì của cái nhánh 1 này, nó sẽ cấp vào cái con timer mà mình hẹn giờ. Thì lập tức cái tiếp điểm thường đóng của chỗ timer của cái nhánh 2 đó nó sẽ được hở ra. Lúc này mình đóng MCB2 lên thì điện cũng được dẫn lên đây. Thì cái chỗ này nó hở ra rồi, nó hở ra thì điện nó chỉ mới tới đây thôi, chứ nó không có được chạy vô trong này nữa. Đó, điện nó không chạy vô này nữa. Ở cái đường xanh này là cái đường dây nguội nha các bạn. Mình đã phân biệt cái màu xanh này là màu dây nguội nha, cái tia nguồn nguội. Còn ở trên này màu đỏ là cái nguồn lửa của mình nha. Các bạn để ý chỗ đó. Đó. Thì khi mà điện nó được cấp vô cái timer này rồi thì cái thường đóng của timer nó sẽ mở ra. Thì ở đây điện nó cũng được cấp vô đây thì nó chỗ này nó bị ngắn mạch, tức là nó hở chỗ này, nó không điện, nó không chạy vô đây nữa. Tiếp theo, sau thời gian mình chỉnh định giả sử như là 5 giây thì cái tiếp điểm 86 nó sẽ đóng lại. Thì lúc này điện nó sẽ từ cầu chì nó sẽ được chạy thẳng xuống con gờ lê kiến 1. Con gờ lê kiến 1 có điện thì tiếp điểm thường mở của gờ lê kiến 1 nó sẽ tác động, nó sẽ đóng lại và dẫn đến là nó sẽ mở cái mở bên đây luôn. Tức là nó bảo vệ hai cấp. Cấp thứ nhất là cái con timer 1 nó hở nè. Cấp thứ hai là cái con gờ lê 1 nó hở ra luôn nè. Để tránh trường hợp nếu mà này nó dính tiếp điểm, điện nó qua đây thì cũng còn cái cấp thứ hai này nó hở ra, điện nó không được chạy vô đây nữa. Đó là hai cấp là vậy ha. Thì bắt đầu ở đây có điện thì cái thường mở này nó đóng lại, điện nó sẽ được dẫn qua cái công tắc hai vị trí, một là chọn auto, hai là chọn man mình đã chỉnh định sẵn. Thì nếu mà mình chuyển qua vị trí auto, auto ở đây thì điện nó sẽ được dẫn đến cái đồng hồ 1. Đó. Điện nó sẽ được dẫn đến cái TP35. Đó. Điện sẽ được dẫn đến cái TP35 các bạn. TP35. Thì lúc này mình TP35 thì lúc này nó hẹn giờ của chúng ta thì cái điện nó sẽ được dẫn xuống đây luôn. Tại do R2 lúc này nó chưa bị tác động. R2 chưa tác động thì điện nó vừa cấp cho TP35 mà điện nó vừa cấp cho chạy xuống cùng thẳng cái đồng hồ 1 luôn, cái khở của đồng hồ 1 luôn. Thì lúc này cái đồng hồ 1 nó, cái này mạch ta đang tải, ta đang sử dụng được. Điện nó có ở chỗ đồng hồ 1 thì cái khở đồng từ nó hút xuống thì điện nó sẽ được dẫn ra tải của chúng ta. Đây là tải. Ở bên mạch động lực nó sẽ được dẫn xuống đây tải đây. Đó. Và sau thời gian mình hẹn giờ, giả sử như mình hẹn 6 giờ chiều nó chạy, 6 giờ chiều nó sẽ chuyển đổi đồng hồ thì lúc đó cái TP35 này nó sẽ đóng lại. Tại vì khi mà điện TP35 này nó có thì cái thường mở này nó hở ra. Lúc đầu thì nó sẽ đóng do cái trên bản vẽ Casimo nó không giống như cái con TP35 thực tế của mình, nên mình dùng cái timer để mình chế thành cái con TP35 thôi. Chứ thực chất thì
Lúc đầu thì cái thường này nó sẽ mở ra chứ không có đóng ha. Lúc đầu với cái TP35 nó sẽ mở. Thì điện nó sẽ chạy xuống chỗ này, chạy xuống cấp nguồn cho cái TP35 và đồng thời cấp nguồn xuống cái khởi đồng từ đồng hồ 1, thì khởi đồng từ đồng hồ 1 nó hút xuống TP35 bắt đầu điểm thời gian. Điểm thời gian cho đến buổi tối. Đến buổi tối mình chỉnh định đó, điểm thời gian đến buổi tối chỉnh định thì cái lúc này cái thường thường mở của nó sẽ đóng lại. Nó sẽ đóng lại thì điện nó sẽ được cấp qua cái con relay kiến R2. Điện cấp qua relay kiến R2 dẫn đến là cái thường đóng của cái chỗ đồng hồ 1 nè, nãy điện đi xuống đây nè đúng không? Tại đây là thường đóng, điện đi xuống đây. Thì khi mà thằng G2 này có điện thì cái thường đóng này nó sẽ mở ra, cái đồng hồ 1 này nó mất điện thì nó nhả ra, cái khởi nhả ra, và đồng thời cái thường đóng của thường mở của R2 bên đây nó sẽ đóng lại. Nó đóng lại thì dẫn đến điện nó sẽ được xuống đồng hồ 2, và lúc này cái mạch ta sẽ cái khởi từ đồng hồ 2 nó hút lại thì điện nó sẽ được xuống đồng hồ 2 đó. Và tương tự cái đồng hồ này vẫn chạy điếm điếm cho đến 6 giờ sáng thì nó sẽ mở cái tiếp điểm R2 ra. Khi mà R2 mất điện thì nó sẽ trả lại trạng thái ban đầu của nó là ở đây thường đóng và ở đây thường mở, thì mở ra chỗ này thường mở ra thì cái đồng hồ 2 nó mở ra, nó nhả ra, và đồng hồ 1 nó đóng lại thì tải nó sẽ được xuống đồng hồ 1 đó. Nó hoạt động luân phiên như vậy hoài đến khi mình chỉnh định lại khác thôi. Và nếu mà mình chuyển sang chế độ trường hợp chạy tay, thì khi mà mình chạy tay á, mục đích mình chạy tay là mình điều khiển như thế nào để cho nó ngắt cái con timer TP35 ra, nó không bị lệ thuộc TP35 nữa, nó độc lập đó. Thì bằng cách là mình sẽ thêm một con relay trung gian là R3 để ở đây, khi mà mình chuyển qua bằng man là chạy tay đó, thì cái nguồn sẽ được cấp vô cái con relay kiến relay trung gian 3, và nó sẽ ở đây, khi mà ở đây nó có điện rồi thì cái tiếp điểm thường đóng này nó trở thành thường mở. Nó mở ra thì cho dù mở ra thì điện nó sẽ, khi mà điện qua đây có đây nè, mình nhấn nút á, điện nó sẽ chạy qua đây cho qua đây, nhưng mà chỗ này nó hở rồi, nó hở, nó không có cấp nguồn vô bằng TP35, nó không hoạt động đó. Cho nên là chúng ta độc lập, chúng ta muốn đóng điện này vô thì điện nó sẽ được chạy xuống đồng hồ 1 nếu mà chúng ta chạy đồng hồ 1, và nếu chúng ta không muốn chạy đồng hồ 1 thì chúng ta mở ra, ta sẽ gạt qua đồng hồ 2, ta chạy đồng hồ 2 đó. Thì lúc này nó chạy nhưng mà điện nó không được qua, điện nó không có qua thằng TP35 do ở đây nó tiếp điểm thường mở ở đây rồi, do nguồn nó có R3 thì tiếp điểm đây nó mở ra thì điện nó không được chạy qua đây, thì nó không ảnh hưởng bởi con timer hàng giờ đó, nó không có bị lệ thuộc qua timer hàng giờ của chúng ta ha đó. Và ở đây như mình nói dùng có hai cái nguồn, một nguồn chính nó ưu tiên cho đồng hồ 1 và nguồn dự phòng là đồng hồ 2. Giả sử như ở đây mạch ta đang hoạt động bình thường, cái nguồn của đồng hồ 1 nó bị cúp điện đi, nó bị mất nguồn đây, bị mất pha đây đi, mất với pha 1, mất nguồn hồ 1, thì nếu mà mất đồng hồ 1 mà mình không có cái nguồn dự phòng á, thì dĩ nhiên là mạch ta nó ngưng luôn, nó không hoạt động được, tại nó không có cái điện để nó điều khiển cái này. Thì với cách đó thì mình sẽ suy nghĩ là khi mà nó mất nguồn đây thì R1 lúc này nó không có điện, thì chỗ này hoặc là timer này nó không có điện, thì lập tức cái chỗ này nó trở thành thường đóng. Đó, nó trở thành thường đóng hết. Thì điện của cái nguồn của cái đồng hồ 2 nó sẽ lúc này nó có nè, nếu mà trở thành thường đóng thì điện nó sẽ chạy thẳng xuống đây luôn, chạy thẳng xuống cấp qua cho R4. Đó. Thì từ cái tiếp điểm R4 đây mình sẽ lấy một cái tín hiệu nguồn lửa, mình sẽ qua cái thường mở của R4. Thì nếu mà ở đây nó R4 này nó có điện thì chỗ thường mở này nó sẽ đóng lại, thì nó điện nó sẽ được cấp vào những cái vị trí này, điện nó sẽ được cấp thay thế qua chỗ nhánh này, bạn hiểu không? Đó, hiện tại nếu mà ở đây có điện thì đây nó sẽ được thay thế qua chỗ nhánh này. Nhánh này lúc này nó mất điện rồi, mất điện thì thường mở nè, nó mở ra nè, này mở ra nè, thì điện nó không có chạy ngược lên trên đồng hồ 1, nếu bạn hiểu không? Đó, hiểu vấn đề đó. Đó thì bắt đầu ở đây nó sẽ điện chạy cho, nó thay thế cho các cái nhánh, thay thế cho điện cho cái nhánh đồng hồ 1 nó hoạt động. Và đến khi cái đồng hồ 1 nó người ta khắc phục được rồi, người ta có điện trở lại, tự động nó có điện trở lại, thì điện nó sẽ được dẫn vô cái con timer, nó cấp nguồn vô con timer. Thì lúc này cái timer này chỗ này thường đóng gì? Tiếp điểm thường đóng của timer nó sẽ nhả ra. Thì lúc này cái R4 nó sẽ mất điện thì nó trở về trạng thái ban đầu là nó trở thành thường mở, thì lúc này nó bị ngắn mạch chỗ này, nó không có điện đi qua nữa, thì nó hoàn toàn nó mất điện ở chỗ này. Đó, thì bắt đầu nó chuẩn bị cho
cái timer, nếu mà cái 86 nó sẽ đóng lại sau thời gian chỉnh định đó, thì 86 đóng lại thì lúc này nó cần cái thời gian để nó chuyển đổi mạch đó, nó sẽ nó dẫn cái nguồn điện từ đây nó sẽ sẵn xuống đây đó, thấy không đó, các bạn hiểu mình ý mình nói đúng không đó, thì lúc này điện nó sẽ được dẫn xuống đây, dẫn xuống đây thì hoạt động mạch ta bình thường đó, cái mạch mình là như vậy, ưu tiên như vậy. Và cái trường hợp này mình chắc rằng có nhiều bạn sẽ nói là nếu như vậy là cái timer này nó ngầm điện hoài, cái thứ nhất. Cái rồi kia là kiến một này nó cũng ngầm điện hoài luôn, là cái thứ hai, nó sẽ dẫn đến là tốn tiền điện à, tốn tiền điện. Mà theo như mình, và cái tốn tiền điện thì mình nó chuyện nhỏ thôi, tại vì cái cuộn dây của hai cái thằng này nó rất là nhỏ, tiêu thụ điện rất là ít, cho nên là cái mà tốn tiền điện nó không đáng kể. Và mình biết chắc rằng các bạn sẽ nói là nó bị dễ hư à, dễ bị hư thiết bị, thì mình xin đảm bảo các bạn là các bạn nếu mà các bạn mua hàng chất lượng, hàng tốt, thì cái timer này các bạn xài cho dù các bạn ngậm điện trong vòng là nửa năm hoặc là một năm, nếu mà điện mình ổn định ok á, có thể dẫn đến một năm, thì trong vòng một năm mà các bạn xài, mà ví dụ như con này mình mua cả chừng 100.000 đi, mà một năm bạn xài có 100.000 này, thì cái giá tiền mà để mà bạn mua cái con khác thay thế thì nó quá rẻ đi, nó, cái lợi ích mà đem lại quá rẻ, cho nên chúng ta chấp nhận được, chúng ta chấp nhận bỏ tiền số tiền đó cho nó ngậm điện, cho nó hoạt động suốt 24 ngày qua ngày nọ qua nọ, thì cho dù nó hư thì mình bỏ số tiền ra mình mua con mới, nó vẫn còn lời cho đối với cái phần mà cái hiệu quả của nó làm việc thay đổi giữa hai đồng hồ này đó. Mình nói như vậy là không phải là mình không ưu tiên gì cái phần mà tiết kiệm điện và cái thiết bị nó cho lâu dài, nhưng mà trong cái trường hợp này bắt buộc mình phải sử dụng như vậy, mình bắt buộc phải cho nó ngậm điện, nhưng nếu không ngậm điện thì cái mạch ta hoạt động không có theo yêu cầu của chúng ta, thì đó là với cái hiểu biết và cái cá nhân riêng của mình nhìn nhận. Nếu các bạn nào có cái mạch mà nó tối ưu hơn, nó không có cho mấy con này ngậm điện, thì góp ý với mình, chia sẻ cho mình, có cơ hội mình sẽ học hỏi từ các bạn, tại vì trong cái vấn đề điện đùng này thì không ai là toàn vẹn hết, có người thiếu sót này, có người thiếu sót kia, có người ưu điểm này, có người nhược điểm kia, cho nên là chúng ta cần phải đây là chỉ là cái như mình nói ban đầu, chỉ là một cái phát thảo cho các bạn hình dung thôi, hình dung cái nguyên lý làm việc nó là như vậy, còn các bạn có cái sáng tạo như thế nào nó hay hơn nữa thì mình sẽ học hỏi từ các bạn đó. Và sau đây mình sẽ cho cái mạch ta chạy thử cho bạn xem hoạt động của nó ha. Và mình sẽ nhấn vào đây để mình lưu cái chỗ này ha. Nhấn vào đây cho nó chạy thử. Thì đầu tiên là ở đây mình cái công tắc hai vị trí, thì một là auto, hai là man thôi. Thì giả sử như ở đây mình cho chế độ auto trước ha, cho nên là bạn thấy ở đây cái phần gạch nó auto, nó chuyển điện qua đây nè, còn đây man thì nó không đá động tới ha. Rồi khi mình đóng điện MCCB 1 lên thì điện lập tức nó sẽ được cấp vào cái con timer nó đếm trong vòng 3 giây. Đồng thời ở đây mình đóng luôn nha, cái MCCB 2 đóng luôn, thì ở đây nó báo nguồn pha. Bây giờ mình cho đứt cầu chì trước đi, đứt cầu chì, đứt hai cái cầu chì luôn để nó hoạt động. Tại vì mình cho đứt cầu chì đây, nhánh này thì nhánh này nhảy vô hoạt động liền, nó gần thằng nhánh này, nó giống như là nó gần mò ông này, mà nó mất điện rồi là ông này nhảy vô liền, giống như đi đấu thầu vậy đó, này mà gớt rồi là này nhảy vô đấu thầu liền, nhảy vô chơi liền chứ không có đợi gì hết á. Cho nên là ta phải làm mất hết hai nguồn đó mấy. Thì khi mà đóng hai MCBG lên thì ba đèn báo pha đây, hai nguồn đồng hồ nó sẽ có. Và nếu mà bạn ở trường hợp mà đồng hồ ba pha, đây đồng hồ một pha thì ý đây đổi thành một pha thôi, thấy không? Đổi thành một pha thôi chứ không có gì là khó. Đổi thành một pha. Còn đây ba pha với ba pha thôi. Đó. Thì ở đây trường hợp mình vẽ thêm vô dư thôi. Còn nếu mà ở đây bạn có hai nguồn đồng hồ, một nguồn ba pha, một nguồn một pha, thì chúng ta sẽ bỏ một cái tiếp điểm, chúng ta lấy một cái lửa nguội bên đây thôi, mình lửa mình nguội chúng ta sử dụng thôi chứ không có gì đó. Thì khi mà chúng ta đóng đầy đủ thì nó có nguồn đèn báo pha đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ điện nó sẽ được cấp vào con timer của nhánh một nha, khi mà mình cho cầu chì nó liền lại đó, cầu chì liền lại, như cầu chì liền lại, bạn thấy không, timer ở đây bắt đầu đếm thời gian nè, mình cho ở đây chỉnh định là 5 giây, cho độ chịu trễ 5 giây đi, thì bạn thấy thường đóng ở đây bắt đầu trở thành đường mở rồi, đúng không? Đó, điện nó không được qua đây nữa đó. Thì ở đây sau thời gian chỉnh định 86 á, thì nó sẽ cấp qua đây, cấp nguồn cho R1. Dòng điện chạy rất là nhanh nha các bạn nhìn theo nó không kịp đâu, dòng điện chạy rất là nhanh. Thì điện các bạn thấy á, ở đây nó đang chạy nè,
Đó, đây chạy tới đây nó đâu có qua được cái nhánh 2 cho nên đâu có chập điện được. Hai cái chỗ này thường mở luôn nè. Đó, nó không chập điện được. Và ở đây tự động con TB35 đang điếm nè ha. Ở đây mình chỉnh chỉ có trong vòng 10 giây thôi. Đó, nó đang ở đồng hồ 1 và lập tức nó sẽ chuyển sang đồng hồ 2. Đó. Để cho nhanh, chứ nếu mà con TB35 mình hẹn nó tới là nếu mà 12 tiếng đồng hồ nó mới nhảy, nhưng mà do ở đây là phần mềm cho nên là mình giả dụ như là 10 giây thôi. Giả dụ như vậy là nó đã chuyển rồi. Đó, các bạn thấy không? Nó sau 10 giây thì nó sẽ chuyển lại đồng hồ 1 nè. Hiện tại đang đồng hồ 2 nè. Đó, bây giờ sau 10 giây nó sẽ chuyển lại đồng hồ 1. Đó, các bạn thấy không? Nó cứ luân phiên như vậy hoài. Đó, luân phiên như vậy hoài đến khi mà nó mất nguồn, hoặc là hai cái nó đều mất nguồn trên đường dây này, nó đều mất nguồn hết á, thì nó mới ngừng hoạt động thôi. Còn nếu mà nó có nguồn thì nó sẽ ưu tiên cho nguồn chính này trước, nguồn nhánh 1 này trước, và nhánh 2 này là nguồn dự phòng. Đó. Thì như bạn thấy ở đây nó ngậm điện ngoài nè, đúng không? Như mình đã nói. Thumper nó ngậm điện, để kiến ngậm điện suốt. Đó. Thì ngậm điện nó sẽ chuyển sang chuyển lại, rồi đồng thời con TB35 này cũng ngậm điện suốt luôn. Tại vì nó có điện nó mới hoạt động được. Đó. Cho nên là cái vấn đề mà nó ngậm điện là không có đáng kể đâu. Trừ khi mà các bạn mà cho nó con động cơ gì nó bự nó chạy suốt thì bạn nói tốn điện thì mình đồng ý. Còn đối với những cái thiết bị này, cái cuộn dây nó rất là nhỏ, nó không có đáng kể, cái lượng điện nó tiêu thụ rất là ít, không có đáng kể cho chúng ta, cho nên là không có nói về vấn đề tốn tiền điện đây ha. Đó, nó cứ thay đổi luân phiên, và thấy sao đếm thời gian nè, trong vòng 35 thì nó đóng lại, nó đóng này lại thì cấp nguồn cho R2, thì R2 thì ở đây nó đổi trạng thái. Nó đổi trạng thái thì nó sẽ thay đổi đồng hồ thôi. Đó, đồng hồ đang làm việc đồng hồ 2 nè, nó nguồn đồng hồ 2. À, lý do ở đây tại sao mình ở đây mình vẽ cái lửa 1 qua lửa 2, rồi lửa 2 qua lửa 3, rồi lửa 3 qua lửa 1. Lý do là sợ nếu mà mình vẽ 1 qua 1, 2 qua 2, 3 qua 3 thì rồi số bạn xem bạn sẽ nói là ở đây nó cùng chung đường dây, cho dù như mình đã nói ban đầu, tức là ở ngoài điện lưới nó sẽ có một chung một đường dây. Rồi từ đó nó mới chẻ nhánh ra là 1, 2, 3 nó qua đồng hồ 1, 1, 2, 3 qua đồng hồ 2. Và nếu mà mình ở đây mình cho nó chạy 1 qua 1, 2, 2, 3, 3 thì lỡ như để chứng minh mình ở đây mình qua 1 qua 2 á, lửa 1 mình qua 2, rồi lửa 2 qua 3 để mình chứng minh là cái mạch nó hoạt động ok. Nếu mà nó bị chạm mạnh á, ví dụ như hai pha này nó bị chạm nhau thì ở đây nó sẽ không hoạt động được rồi. Cho nên mình cố tình mình vẽ cho nó lệch pha nhau, tức là ở đây là pha 1 mình sẽ vẽ qua pha 2 của cái đồng hồ 1. Đó, cái pha 2 của đồng hồ 2 mình sẽ vẽ qua cái pha 3 của đồng hồ 1 để chứng minh rằng là cái mạch nó chạy ok, nó không bị chạm mạch. Chứ nếu mà chạm mạch là nó không có cho chạy nha, chạm mạch là chương trình nó báo lỗi liền, cái phần mềm này báo lỗi. Còn nếu mà nó ok rồi là nó cứ chuyển đổi luân phiên như nãy giờ bạn thấy đó. Đó, chuyển đổi luân phiên ha. Đó. Và khi mà bạn thấy nè, khi mà ở đây mình sẽ tác động cho nó đứt cầu chì, giả sử đứt cầu chì là tức là cái nguồn của cái nhánh 1 này nó mất điện đó, thì xem coi nhánh 2 nó như thế nào nha. À, giả bộ ở đây giờ cho mất điện đó, bạn thấy không? Khi mà cho mất điện rồi là bạn thấy ở đây cái nguồn nó mất rồi nè, nó không có điện nè, thì lập tức cái điện của cái nguồn nhánh 2 nó nhảy vô, nó thay thế cho nguồn nhánh 1 liền đó, thay thế cho nguồn nhánh 1 hoạt động liền, thấy không? Đó là tức là thay thế, là duy trì, là tại vì con TB35 này nó có cái cục pin, nó có cục pin để dự trù cái trường hợp mà mất điện thì nó vẫn hoạt động theo cái thời gian. Tại do là ở đây là cái con timer trong cái phần mềm này nó không có con TB35 giống như ở ngoài của mình, cho nên là dùng cái con timer này khi mà nó mất điện thì nó không có được trạng thái như ban đầu, mà nó không được trạng thái hiện tại mà nó trở về trạng thái ban đầu chạy, thì nó hơi khác vậy thôi. Nhưng mà cơ bản nguyên lý làm việc thì nó cũng là như vậy, nó ok chứ không phải là khác gì lại gì hết. Rồi giả sử như ở đây mình cho có điện lại nè, cầu chì cho có điện lại ha, cho có điện lại thì lập tức cái chỗ nhánh 2 này nó hở ra hết rồi, bạn thấy không? Không có điện, và nó sẽ đếm thời gian, nó sẽ chờ thời gian chừng 5 giây nó sẽ đóng lại cho nó an toàn. Đó, an toàn cho mạch điện của ta có thời gian trễ để đóng, tại vì đây là hai nguồn điện khác nhau. Nếu mà trường hợp nó xấu nhất thì hai cái nó bị dính tiếp điểm thì hai pha nó sẽ chạm lại, hiện tượng nó bị nổ ha. Đó. Rồi giờ khi mà giả sử chuyển sang bằng tay đi, gạt công tắc và chế độ auto thì toàn bộ cái hệ thống bên đây nó mất điện. Cái khi mà qua auto thì cái tiếp điểm thường đóng này nè, nãy thường đóng thì giờ nó mở ra nè. Nó mở ra, giờ mình nhờ mình gạt công tắc tay, gạt cái thì
đồng hồ mới mình muốn cho đồng hồ một hoạt động thì mình nhấn nút cho đồng hồ một hoạt động đó. Ở đây thì tải ra đồng hồ một, giả sử như muốn nhấn đồng hồ 2 thì nhấn đồng hồ 2, thì ở đây đồng hồ 2 hoạt động đó, thấy không? Mình muốn cho nó chạy đồng hồ nào thì mình nhấn nút đồng hồ đó, là chế độ on tay là vậy. Mà chế độ on tay như thế nào để gì, khi mà mình làm như thế nào mà điện nó không được vô cái con TB35 này là được, là ok, thì mình điều khiển bằng tay. Còn tại vì mình ở đây nhờ cái con relay kiến thứ ba nè, relay kiến ba ở đây nhờ tiếp điểm mình mở nó mở ra thì điện nó không có vô TB35. Chứ nếu mà mình không có thường mở ở đây á, điện nó vô TB35 thì nó bắt đầu nó theo cái con timer, cơ theo cái con TB35 này hoạt động, chứ không còn cái tay tự động nữa. Đó, bạn để chỗ đó ha. Đó, thì đó là một số trường hợp mà mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Nó hoạt động cái mạch này như mình nói nãy giờ đó, thì đây chỉ là một cái mạch phát thảo cho bạn hình dung ra cái nguyên lý làm việc. Đó là cá nhân của mình suy nghĩ chỉ tới đó thôi. Còn các bạn nào có cái mạch nào nó tối ưu tốt hơn thì mong là các bạn chia sẻ cho mình, comment cho mình qua số điện thoại hoặc là comment dưới cái clip này để cho mình cùng học hỏi các bạn. Xin chúc cho tất cả các bạn thành công trong cái mạch điện này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.